Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là luật sư Bùi Đức Khoa và quý vị đang xem chương trình luật pháp là sống. Và hiện tại trong văn phòng thâu âm của chúng tôi là cố luật sư Kevin Huy Phạm và xin anh Huy gửi lời chào quý vị khán giả. Dạ vâng, chào quý vị khán thính giả của đài và chào luật sư Bùi Đức Khoa, tôi là luật sư Kevin Phạm Công Huy. Dạ vâng, giống như thường xuyên thì anh em chúng tôi muốn mở đường dây để cho quý vị đặt những câu hỏi liên quan tới luật pháp. Số điện thoại ở dưới màn ảnh là 1844-858-7000 và quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào trong chương trình để đặt những câu hỏi lên căn cứ luật pháp và anh em chúng tôi sẽ cố trả lời cho nó. Đương nhiên là cái câu trả lời thì có thể nhiều khi nó không có được chi tiết cho lắm là vì vấn đề thời gian ngắn và hoặc là vì cái câu hỏi nó phải cần nhiều cái chi tiết hơn nữa để anh em chúng tôi trả lời, nhưng mà anh em chúng tôi sẽ cố trả lời những cái câu hỏi của quý vị để có nghĩa là quý vị hiểu một cái khía cạnh nhỏ trong vấn đề cái luật pháp của tại Hoa Kỳ. Để bắt đầu chương trình thì cái con số 11.7 triệu là một cái con số này thật sự ra hiện tại 2021 đó, là nó tượng trưng cho cái con số để quý vị có thể chuyển cho cái đời sau qua một cái nó gọi là cái lifetime, là nguyên cái mạng sống của mình với cái con số để chuyển cho cái đời sau mà không có bị thuế. Mà cái con số này rất là đặc biệt là nó ảnh hưởng trong vấn đề cái cả những cái tài sản quý vị cho trong cái vấn đề nó gọi là trong lúc mà quý vị đang còn sống. Đây tôi nói là cái con số 15.000 mối một năm quý vị có thể giao phó hoặc là cho con em hay những người thân nhân của quý vị. Có nghĩa là cái con số mà có nghĩa là không có tính vào trong cái con số 11.7 triệu. 11.7 triệu là con số nó không phải là ít, cho nên trừ khi nào quý vị đồng bào chúng ta mà có như quá giàu có thì chắc là về vấn đề đó quý vị cũng đã có người kế toán với những người luật sư mà làm cho quý vị hàng ngày để quý vị tính cái con số này rồi. Nhưng mà phần đông trong xã hội của chúng ta thì 11.7 triệu là cái con số ít khi nào mà ai tới cái con số đó mà để lo tới cái vấn đề nó gọi là thuế để chuyển cho đời sau lắm. Cho nên vì lý do đó những quý vị đồng bào chúng ta nhiều khi lo vấn đề mà đóng thuế sau này nó không phải như vậy. Nhưng mà nó không thay đổi cái vấn đề cái thuế má nó gọi là cái capital gain mà sau này con em chúng ta bán hoặc là con cái hay con cháu của chúng ta thừa hưởng những cái tài sản này bán đi. Cái đó tôi không có nói là cái con số đó là về vấn đề thuế má, về lợi tức hoặc là cái vấn đề thu nhập. Nhưng mà con số về vấn đề nó gọi là gift tax hoặc là chuyển cho đời sau đó, thì con số 11.7 triệu nó không phải là một con số ít. Cho nên quý vị cũng không có nên lo nhiều cho lắm về vấn đề để gia tài. Nhưng mà anh Huy nói về cái con số 15.000 mỗi một năm. Cái con số 15.000 này mỗi một năm là nó tính như thế nào? Anh Huy, nếu mà giả tiểu giờ có 5 người con và hai vợ chồng như vậy thì cái con số 15.000 này là con số giới hạn hay là nó là chỉ một con số cho một người thôi? Không, vợ chồng cá nhân mỗi người có thể cho những người khác là 15.000. Và cái 15.000 này nói đó là nếu mà quý vị dưới cái số tiền đó quý vị không cần phải khai với sở thuế hay điền một cái đơn là một cái report, nó gọi là gift tax report cho sở thuế, chứ họ không có cấm quý vị cho hơn, quý vị thoải mái cho hơn cũng được. Nhưng mà cái chuyện mà nếu mà quý vị cho hơn cái con số này thì quý vị phải điền một cái đơn, cái thông báo với sở thuế là mình đã cho người này một số tiền như vậy trên 15.000. Còn nếu mà tôi, vợ tôi có thể cho bao nhiêu người con, bao nhiêu người cháu, bao nhiêu người trong gia đình, mỗi người 15.000 không thành vấn đề. Cho nên cái chuyện mà dưới 15.000 thì không cần phải điền một cái đơn, nó gọi cái gift tax. Thêm nữa đó, dù quý vị trả hơn cái, cho hơn cái số tiền đó, quý vị cũng không phải là chỉ điền đơn, không phải bắt buộc là cái người nhận cái gift này, nhận cái món quà này phải đóng cái thuế nữa. Cho nên mình phải phân biệt đó là cái này là cái 15.000 là cái vấn đề để mình phải thông báo, điền ra một cái đơn với sở thuế thôi. Và cũng như luật sư Khoa nói đó là cái death tax ấy, coi như một người qua đời mà gia tài của họ trên 11.7 triệu đó, thì cái người đó gia tài của họ phải trả cái tiền thuế trên cái 11.7 triệu cho năm 2021, mỗi năm thay đổi. Và theo tính sách chính phủ mới đó, họ đang điều đình về để kiếm tiền cho ngân quỹ của chính phủ, thì họ muốn giảm bớt cái số tiền đó, là nếu 11 triệu bây giờ thì họ muốn là tương lai họ có thể giảm bớt, cũng như trước đây họ giảm bớt tới 5 triệu cũng có, 6 triệu cũng có, thì hơn cái số tiền đó. Nhưng như luật sư Khoa nói đúng là phần đông chắc mình sẽ không tới cái mức đó, phần luật sư Khoa. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chính phủ đổi luật và đổi cái estate tax năm tới đi, là từ đây trở đi cái số tiền đó nó sẽ xuống, là nếu mà gia tài quý vị hơn 3 triệu thì nó sẽ ảnh hưởng có thể nhiều người trong cuộc sống hàng ngày cộng đồng Việt Nam của mình.
Và cái này 11.7 cho mỗi người nha. Cho nên nếu mà hai vợ chồng thì cộng lại thì sẽ được hai mấy triệu phải không luật sư Quang? 23.4 triệu. Nhưng mà cái vấn đề anh Huy à, anh nêu lên cái sự mà nó gọi là 15.000 á, quý vị nên lưu ý là như vậy này. Trong cái trường hợp 15.000 mỗi một năm, quý vị có quyền cho con em của chúng ta. Nó không có ý nghĩa là tự nhiên có ai trong đó ngoài cái vấn đề họ thấy 15.000 xong cái là họ đứng ở ngoài đường họ ghi sổ. Cái này nó không khác thì không phải là quý vị đóng thuế, nhưng mà nó gọi là ghi sổ thì chính xác hơn. Là có nghĩa tôi đưa một cái thí dụ như quý vị cho con em quý vị 17.000 đi. Thì trên về vấn đề lý thuyết và luật pháp á, thì quý vị phải ghi sổ là 2.000 đồng tôi cho trên cái con số đó để cho thông báo cho thuế nó biết là thuế à, năm nay tôi mới cho con tôi 2.000 đồng trên cái con số 15.000 nó gọi là được miễn, không phải điền đơn vô. Thì bây giờ tôi cho 2.000 đồng thì trừ cái 2.000 đồng này đi khỏi cái 11.7 triệu mà quý vị đã cho tôi được miễn thuế trong và muôn cả đời. Cho nên cái ý nghĩa của cái vấn đề nó gọi là gift tax á, nhiều người hiểu lầm là đóng thuế, nhưng mà thật sự nhiều khi nó không phải là đóng thuế. Nó là cái ghi sổ để cho mai mốt, tương lai trong nước nó tính vào trong cái công thức quý vị chuyển cho đời sau. Nào đưa một cái thí dụ thứ hai là tôi nói là bây giờ hai vợ chồng đi tính cho con em của chúng ta một cái chiếc xe gọi là chiếc xe Porsche nghe cho nó hay tí. Thì trước này nó trị giá khoảng chừng trên 100.000. Trên về lý thuyết luật pháp á, thì nói là mỗi một người chỉ có quyền cho con em là 15.000 thì có nghĩa là hai vợ chồng cho một đứa con là coi như 30.000. Thì 70.000 đó chính thức ra là phải ghi trong cái giấy cho sở thuế biết là tôi đã cho con tôi trên 70.000 cho cái năm nay. Với cái vấn đề là ghi vào sổ đó cho tôi rồi mai mốt mà đời sau mà tới phiên nó được thừa hưởng tài sản đó, thì trừ nó ra khỏi cái 11.7 triệu. Chứ không có ý nghĩa là quý vị phải đóng thuế đó. Nào về vấn đề cái đó là lý thuyết thôi, chứ cái thực tế thì nó hơi khác một tí. Là thật sự ra nó không có cấm con em cho, quý vị cho con em chúng ta năm nay cho 30.000 còn cái tiền còn sót lại để năm sau nó phải trả lại cho mình với cái tính cách cái nợ. Có nghĩa là bắt con em chúng ta phải nợ cái 70 đó. Giờ mỗi năm trừ đi cho nó một ít là bảo thôi năm nay không có lấy nữa, bố mẹ không lấy nữa, cho con thêm 30 nữa đó. Thì cứ trừ đi thì thật sự nó không có ai cấm cái đó. Cho nên về vấn đề cái thực tế hơn nói thì sở thuế họ không có ngồi họ căn cứ theo cái đó, họ ngồi họ xem từng ngày về vấn đề cái tiền quý vị chi như thế nào. Thêm vào đó, thường thường nó ảnh hưởng là khi quý vị lập lên một cái chương mục hay một cái cuối cái trust nào quý vị nhét tiền vô thì có thể nó thay đổi lại, vì cái đó nó rõ ràng về vấn đề cái tiền cho với cái tiền nó gọi là tiền vay. Nhưng mà không ai cấm quý vị có quyền cho con em của quý vị vay một con số nào để mua nhà, mua xe, mua nợ, mua bất cứ cái gì trong đó. Rồi sau này cảm thấy mà thôi con của mình không có đủ khả năng trả thì cho nó cái phần đó lại. Cho nên về vấn đề nó gọi là cái thực tế nó hơi khác cái vấn đề cái lý thuyết trong luật. Nhưng mà về luật đó, thì là 15.000 mỗi một người con. Ok, và một người cho một người khác là 15.000. Thì hai vợ chồng thì coi như là có thể cho 30.000 vô một cái quý của con mình. Mà nếu năm đứa con thì coi như là 33 lần 15 là 150.000 có thể để vô một cái chương một cái quý cho năm con ấy, con của quý vị. Cho nên về vấn đề nó gọi là để dành cho con em anh Huy. Đây là một cái công thức mà hàng năm mình có thể để riêng cho con của mình một cái quý nào đó trong một cái trust, cái chương mục để tên con của chúng ta. Mà đừng có lo suy nghĩ về cái vấn đề nó gọi là cái gift tax sau này phải không anh Huy? Đúng vậy, và thêm nữa nếu mà chúng tôi đã nói về vấn đề cái trust đó quý vị, nhớ đó là những cái tiền này mà quý vị cho con của quý vị đó dùng cái trust á, quý vị nên có người luật sư soạn ra. Bởi vì sao? Có những cái chương mục mình có thể bỏ vô cái trust là cái quỹ đó, là cái tiền đó sẽ được bảo vệ là chủ nợ của con của quý vị, hay là vợ hay chồng của con quý vị sẽ không được đòi hay chia những cái tài sản trong cái quỹ này. Lý do đó là ngoài ra cái di chúc đó quý vị, cái di chúc là coi như là thừa kế tài sản thôi, nhưng mà cái trust đó quý vị vừa là kết quả là mình thừa kế tài sản hay nhường tài sản hay cho con cái của mình, và thêm nữa cũng bảo vệ những cái tài sản này để nó riêng biệt, để chủ nợ không đòi số tiền này trong những cái quỹ hay là người phối ngẫu của người con của mình không giành giật, hay là không cần phải chia trong vấn đề tài sản mà nếu mà ly dị hay là ai chết trong gia đình thì không cần phải lo là cái người phối ngẫu sẽ đòi cái tài sản đó, bởi vì tài sản đó là cho đó luật sư Khoa. Thì theo tiểu bang Texas là cái tài sản mà mình cho con của mình là cái đó là tài sản chung hay tài sản riêng? Dạ vâng,
cái tài sản mà cho con cái thì đương nhiên nó là riêng rồi, nhưng mà cái vấn đề cái phức tạp của nó là cái lợi tức của cái tài sản riêng này đó, nếu mà sau khi hôn thú xong xuôi nó có thể trở thành tài sản chung. Thì nếu mà nói như vậy vô cái nhiều cái phức tạp của vấn đề những cái tài sản này á, thì mình cho cái lý thuyết là giống như là giả tỷ mình để 300 ngàn vô trong một cái chương mục về vấn đề đầu tư cho con mình đi, nó gọi là vấn đề cái brokerage account, mình mua bán stock, mình mua cổ phần, mình bán qua bán lại rồi mình lời trong đó. Cái câu hỏi khó khăn về vấn đề đó là trong cái thời gian mình biết là cái 300 ngàn mình đầu tư mình cho đứa con đó là của riêng của nó rồi, mình cho nó mà, mình có bằng chứng, mình ghi cái check mình gửi vô trong đó, mình để dành nó từ hồi nó còn nhỏ đến giờ. Cái câu hỏi là cái tiền mà bán ra bán vô lợi trong cái stock mà lúc thời gian đó, mà đứa con của mình nó đang có vợ, có chồng đó, thì cái lợi tức nó tính như thế nào vậy anh Huy? Dạ vâng, so cái tiền mà cái giá trị nếu mà mình không bán cái giá trị lên đó là nó vẫn là tài sản riêng. Còn nếu mà mình tính theo cái dividend là cái tiền mà tiền lời mà cái cổ phần hay cổ phiếu tạo ra đó, mà cái công ty họ trả cái dividend đó, thì cái đó nó gọi là cái thu nhập của cái cổ phần đó, thì đó là tài sản chung. Mà trong cái vấn đề tranh chấp rồi đấy quý vị, nhiều lúc á, nếu mà cái brokerage account cũng như luật sư Khoa để gặp ra đó, nó nằm trong đó 5 năm, 10 năm, mình khó truy ra được, mà hay là ngược lại tốn rất là nhiều tiền để truy ra là cái nào là của chung, hay là cái số tiền nào trong cái ngân quỹ đó, cái brokerage account đó nó đổi thành là gọi là tài sản chung rồi. Cho nên cái đó là một cái trường hợp mà quý vị suy nghĩ tới lúc mà quý vị cho con cái quý vị những cái số tiền hay cái brokerage account, nên làm cái quỹ hay không là một cái đề tài mà quý vị nên đề cập với người luật sư quý vị lúc mà quý vị cho tiền cho con cái, hay là chuyển tiền cho con cái, hay chuyển tiền hay chuyển tài sản cho con cái. Mời luật sư Khoa. Dạ vâng, cho nên khi mà tiền bạc với tài sản không có nhiều để cho con cái, hoặc là cái tiền lời nó không có ở đó, thì mình không phải lo nghĩ tới. Nhưng mà khi mà bắt đầu nó gọi là có cái lợi tức hoặc là cái thu nhập vô, thì cái đơn giản để cho quý vị hiểu hơn đó là như vậy này. Nếu mà cái tiền hàng năm mà quý vị phải khai trong cái giấy thuế cá nhân của quý vị để vấn đề nó cho là thu nhập, là lợi tức income đó, cái tiền đó mà trong lúc thời gian nó gọi là về vấn đề nó gọi là vợ chồng, thì cái tiền nó có thể nói là tiền của chung, là tại vì tiền đó nó có lợi là thu nhập trong lúc hai người là vợ chồng với nhau, cho dù là cái tài sản đó tài sản riêng. Tại nhớ kỹ như vậy này, là những cái nhà cho mướn thì thật sự cái nhà đó là nhà riêng, nhưng mà cái thu nhập tiền rent là cái tiền mà cho mướn hàng tháng đó, phải khai trong cái giấy thuế của mình là mình lợi tức mình hàng năm như vậy, thì cái tiền đó gọi là cái thu nhập vô, như vậy là income, là cái tiền đó của chung. Không khác thì vấn đề cái brokerage account hay bất vấn đề những cái chương mục mà nó có cái tiền lời ở trong đó, nếu quý vị phải khai thuế ở trong cái vấn đề giấy thuế của mình để nói là đây là cái thu nhập của năm nay của tôi đó, thì cái tiền thu nhập đó coi như là nó nói là cái tiền đó là tiền của chung, là tại vì nó là cái lợi tức income. Nhớ kỹ là tài sản thì tài sản riêng, nhưng mà thu nhập với lợi tức trong cái thời gian mà nó gọi là vợ chồng với nhau thì đã cái đó là của chung. Cho nên về cái khía cạnh mà làm cái trust hay không trust, nhiều khi mình phải căn cứ theo là cái tài sản đó nó có mang được nhiều cái thu nhập vô, cái lợi tức không vô. Nếu nó có mà quý vị muốn tách cái đó riêng, thì cái trust là một trong cái dụng cụ mà quý vị có thể để cái tài sản đó riêng cho con em của quý vị, mà coi như là sau này nó tiếp tục nó nằm ở trong cái quỹ, ở trong cái trust, thì tới khi nào mà lấy ra thì là coi như là nó cái lợi tức nó vẫn nằm ở trong cái quỹ rồi. Cho nên anh Huy à, về vấn đề cái khía cạnh cái trust nó không phải là lúc nào cũng làm ấy, nhưng mà nếu có một số những cái tài sản để lại cho con cái mà nó là con số rất là nhiều, mà cái thu nhập nó vô nó có ở trong đó, thì cũng có tốt chứ không phải là không. Nhưng mà đương nhiên mấy cái dụng cụ khác mà chuyển cho con nó có chứ không phải không, phải anh Huy? Vâng, có những cái cách khác quý vị làm, cũng như là di chúc là một, hay là cái transfer on death deed là cái giấy chủ quyền chết như chúng tôi nói trước đây đó, hoặc là cái nhà băng quý vị có thể bỏ tên, nó gọi là POD là pay on death, để nó đi thẳng. Bởi vì nhiều quý vị hiểu lầm đó là một khi tôi chết là tự động cái tiền trong nhà băng sẽ người vợ sẽ hưởng, hay là con tôi còn lại sẽ được thừa kế. Cái đó nó không phải là tự động đâu quý vị. Nhiều quý vị có những cái hồ sơ mà một người qua đời, ví dụ người chồng qua đời đi, nhưng mà 2-3 năm sau người vợ cũng không có làm thủ tục giấy tờ để sang tên cái nhà đó cho người vợ còn lại, rồi sau đó người vợ qua đời thì mấy đứa con mới cũng biết là ủa sao lúc ba qua đời mình cũng chưa sang tên cho mẹ, mà bây giờ mẹ qua đời thì bây giờ cái tài sản bây giờ bán cũng không được,
hay là cái trường hợp mà lúc bán đó, cho những cái title company luật sư khoa, lúc mình bán căn nhà đó của những người qua đời đó, người đó qua đời rồi thì bây giờ mình làm sao mình bán đây? Dạ vâng, cái đó mình chưa nói cái vấn đề là người người còn sống lại đi cưới cưới một người khác xong rồi có thêm con nữa, gây ra cái phức tạp rất là nhiều trong vấn đề nó gọi là cái tài sản, gọi là chuyển nó không được rõ ràng. Cho nên vì lý do đó, nếu mà quý vị đã xem chương trình anh em chúng tôi lúc nào cũng khuyên là quý vị nếu tối thiểu nên làm cái tờ giấy gọi là chuyển nhà khi mà mất đi, đây nó gọi là cái tờ giấy nó gọi là chuyển khi chết, gọi là transfer on death nhé. Thì nếu quý vị làm được cái tờ giấy này, ít nhất tối thiểu nó giải quyết được cái tài sản chuyển cho sau. Tôi biết là đương nhiên là anh em chúng tôi biết là đương nhiên là về vấn đề chuyển cái tài sản này, mình không có chuyển được theo phần trăm 20% cho đứa con lớn tại vì nó đóng góp cho nhiều, hoặc là 10% tại đứa con này thật sự là nó mình chỉ thương nó thôi, chứ còn thật sự nó cũng không có phải ở chung với mình. Những cái đó nó phải theo cái di chúc, mình phải chia theo cái tài sản. Còn về vấn đề cái công thức gọi là chuyển nhà đó, nó chỉ là tổng quát là chia cho con, mấy đứa con đều để cho nó dễ dàng trong vấn đề cái công thức chuyển nhà thôi. Nhưng mà ngoài ra nó có nhiều cách để chia chứ không phải không. Quý vị có thể chuyển chia đều cái nhân căn nhà, còn những cái chương mục với lại những cái tiền mà nó rõ ràng hơn thì thiếu chia cho nó phần trăm, thì cái đó thật sự nó dễ dàng hơn trong cái vấn đề nếu quý vị muốn gọi là theo công thức gọi là phần trăm. Chứ ngoài ra về vấn đề giấy tờ mà làm hết tất cả như vậy đó thì thật sự nó đơn giản rất là nhiều, mà sau này mà bán hay là có nghĩa chuyển qua sang tên nó cũng dễ dàng hơn. Cho nên về cái trường hợp mà nó khó khăn của nó là thường thường, tại nói cho đúng đồng bào chúng ta trong cộng đồng Việt Nam mình thì cái mà hơi lo ngại nhất đó là khi ông chồng mất đi thì bà vợ vẫn nói là thôi nếu tôi mất đó tôi để cho đứa con chứ tôi không có để cho ông. Nó gây ra cái phức tạp là nửa cái căn nhà đó qua vấn đề của ông chồng, xong còn nửa cái căn đó, nó qua 3-4 năm đứa con gì đó, rồi nếu nó xích mích nhau, nó tranh chấp nhau, rồi đâm thì nó còn gây cái phức tạp hơn nữa vào mình quý. Dạ vâng, cho nên nhiều lúc đó có những cái đơn trên mạng quý vị sẽ thấy, xong quý vị nhắm mắt mà điền đơn hay là nhờ con cháu trong nhà mình nghĩ là họ hiểu tiếng Anh được cho nên họ sẽ điền đơn cho mình, nó sẽ tạo ra những cái vấn đề mà quý vị có thể chưa nghĩ tới. Cũng như sư Khoa nói là nếu mà cái nhà này chia cho 5 đứa con, một đứa con đang ở trong nhà đó lúc hai vợ chồng đều qua đời thì 4 đứa con không ở lại, 4 đứa đó thì muốn bán, còn đứa ở trong nhà thì không muốn bán, thì nó sẽ tạo ra cái trường hợp mà tranh chấp nhau. Nếu mà quý vị không bỏ vô cái di chúc rõ ràng là cái căn nhà đó thừa kế như thế nào, bán hay chia như thế nào, hoặc là quý vị bỏ vô một cái trust hay một cái gì đó, quý vị nên tư vấn với luật sư của quý vị để coi ra là chi tiết hơn là cái nhà này sẽ được bán chia tất cả năm đứa con hoặc là như thế nào, rất là rõ ràng để tránh cái vấn đề mà tranh chấp tương lai này. Dạ vâng, trên vấn đề cái giấy tờ mà làm để có nghĩa là mình tính toán coi như là đời sau khi mất đi thì cái tài sản nó chuyển làm sao, thì nhiều khi chép cái giấy tờ nó không có được có nghĩa là suy nghĩ sâu xa về vấn đề cái những cái hậu quả với cái ảnh hưởng của nó. Cho nên chép giấy thì rất là dễ, nhưng mà hiểu biết là tại sao làm như vậy thì thật sự nó cần thứ nhất là phải hiểu về vấn đề nó gọi là luật pháp, hiểu về vấn đề những cái trường hợp mà nó xảy ra. Cái khác của cái vấn đề một cái người luật sư họ đánh với lại cái người mà gọi là cá nhân đánh là anh em chúng tôi thấy cái trường hợp nó tranh chấp với cái trường hợp nó khó khăn nó xảy ra, đương nhiên không có một người nào nói tôi có thể tôi bảo đảm 100% nó không gây ra cái xích mích, hoặc là bảo đảm 100% nó sẽ không gây ra cái phức tạp. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là đánh cái giấy làm sao để tránh được càng những cái phức tạp nhiều được thì càng tốt, tại mình không muốn cái gây cái phiền phức cái khó khăn nó sau này. Chưa nói về vấn đề giao cho chuyển cái nhà nó qua cho con, lỡ có trường hợp gì nếu con nó xảy ra cái vấn đề nó gọi là không được tốt cho lắm thì trong cái trường hợp đó mình giải quyết làm sao, mình lấy lại, hay là lỡ có trường hợp gì vậy thì nó cưới chồng vô nó chồng nó gây xích mích, rồi cái trường hợp đó là cái tài sản mình cho nó rồi nó đi như thế nào. Những cái đó là những cái nhiều khi mình không có nghĩ sâu xa giống như là một cái người luật sư họ suy nghĩ, là tại vì thật sự nói thẳng anh em chúng tôi phải vào cái khía cạnh lợi suy nghĩ là những cái xấu xa nó có thể nó xảy ra để mình tránh khỏi cái phức tạp của nó, chứ chả có cái gì hết. Không phải là nghĩ ai cũng như vậy, đời sống thì thật sự là có người xấu người tốt chứ không phải không, nhưng mà tốt nhất thì tránh được cái vấn đề cái sự tham lam của con người với cái sự nó gọi là về vấn đề xích mích, về vấn đề cá nhân. Cho nên vì lý do đó mình mới làm những cái giấy tờ để làm sao để mình tránh được gây ra những cái khó khăn trong cái đời sống mình, chứ không phải là mình nghĩ xấu cho bất cứ một ai hết. Cho nên giấy tờ không phải mục tiêu là nghĩ xấu một người nào đó, nhưng mà giấy tờ để tránh cái sự gây ra cái xích mích
để trong vấn đề nó gọi là khó khăn trong quyết định mà thôi. Vì lý do đó anh Huy nói cho đúng, về tài sản thì thật sự có nhiều cách mình chia lắm, cho nên nhiều khi hỏi câu hỏi là có nên chia vậy không, mà tại sao chia như vậy, để mà làm giấy tờ cho nó đúng không Huy? Dạ vâng, và thêm nữa ngoài ra nhà cửa đó quý vị chúng tôi cũng biết là quý vị ngoài đó, ngoài ra cái nhà quý vị có những cái tài sản khác, cũng như là cái tiền retirement quý vị đã làm cho hãng mười mấy, 20 năm, 30 năm, bây giờ quý vị về hưu, cái tiền 401k của quý vị, 401k retirement của vợ chồng, hoặc là lúc mà quý vị retire họ đã roll over qua một cái chuyên mục nó gọi là cái IRA, là cái individual retirement, thì những cái tài sản đó quý vị, những tài sản đó là quý vị đã đặt ra hay viết vô, và nếu trong trường hợp quý vị qua đời đó, quý vị đã bỏ vô cái người mà thừa kế những cái tài sản này là ai, thì chúng tôi khuyên đó quý vị nên coi lại. Có những quý vị lúc mà tôi hỏi là cái 401k tên ai, quý vị lại quên hay là không nhớ, quý vị đọc lại, nên đọc lại mỗi mấy năm đọc lại để coi là cái người mà quý vị viết vô thừa kế như thế nào, còn sống hay không, cần thay đổi hay không. Ngoài ra một người đó, người ưu tiên đầu tiên đó, quý vị có người thứ hai, để trong trường hợp cái người đầu tiên họ qua đời đó, thì cái tài sản này, cái 401k hoặc là cái life insurance phẩm lưu qua, là cái người alternate, là cái người thừa kế trong trường hợp cái người đầu tiên mất hay qua đời sẽ là ai nữa. Cho nên cái 401k lúc quý vị điền ra đó, hay cái IRA, cái bảo hiểm nhân thọ đó, quý vị phải đọc kỹ lại và suy nghĩ thêm vô là trong trường hợp mà xấu nhất mình qua đời, cái người thừa kế đó họ có hưởng hết hay không, hay là mình hay cái người đó hưởng thừa kế đó được sư khoa, họ đang xin Medicaid hay là xin SSI, họ có mất cái số tiền đó hay không. Mà luật sư khoa bổ túc thêm về vấn đề life insurance, bảo hiểm nhân thọ và cái 401k và những người thừa kế. Dạ vâng, cho nên phải coi kỹ lại cái người thừa hưởng mình có đề tên đúng không. Lỡ xui làm sao mà đề tên cái cô bồ đầu tiên mình mới gặp nó đúng, chắc bà vợ bà nhảy cà tưng và bà sẽ la hét. Cho nên về vấn đề cái quan trọng, nhiều khi mình quên, lúc mình làm cái hồ sơ đó, mình không để lưu ý tới, mình cứ ghi đại một tên người nào đó, người anh, người chị, người em gì trong đó, cái hóa ra cái bây giờ tới lúc mà bắt đầu lớn lên rồi, bắt đầu có vợ có chồng rồi, không nghĩ tới để đổi, hoặc là sau cái vụ ly dị xong không nghĩ để thay đổi cái người vợ trước. Cho nên vì lý do đó anh em lúc nào cũng quên là nên coi lại cái giấy tờ, coi xem là cái tên của người thừa hưởng có đúng như ý mình muốn không, rồi bắt đầu làm tiếp tục về vấn đề những cái giấy tờ với những cái tài sản khác. Một lần nữa, vì thời gian ngắn ngủi và anh em chúng tôi phải ngừng tạm thời để vô thông tin thương mại, và chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục chương trình sau khi thông tin thương mại. Quý vị muốn tiết kiệm tiền điện mỗi tháng, quý vị muốn có người giải thích hóa đơn tiền điện bằng tiếng Việt, quý vị muốn nhận hóa đơn tiền điện bằng chữ Việt Nam, hãy gọi công ty điện lực V247 Power, số điện thoại 1855 990 9000, 1855 990 9000, để được giá ưu đãi, tiết kiệm và quà tặng khi mà quý vị ghi danh với chúng tôi. Xin gọi công ty điện V247 Power 1855 990 9000, 1855 990 9000, hoặc vào website v247power.com, v247power.com. Tại Edgemart vào mỗi buổi sáng, chúng tôi đều có các thực phẩm rau củ tươi, thịt tươi để chế biến món nướng sẵn sàng đáp ứng cho bất cứ người săn ăn nào. Đồ ăn chế biến sẵn tươi ngon, hợp vệ sinh. Tại Edgemart luôn có hải sản tươi sống. Chúng tôi có đầy đủ các loại kim chi với nhiều hương vị khác nhau. Chúng tôi có nhiều đồ dùng dành cho nhà bếp. Đến với Edgemart, quý vị sẽ tìm được mọi thứ quý vị cần cho một bữa ăn ngon và cho gia đình của mình. Edgemart nay đã có app trên App Store và Google Play Store. Dương Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Quý vị thân mến, yến ăn liền hiện là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Vinashop, được biết đến với chất lượng tốt, công dụng tuyệt vời và vô cùng tiện lợi. Yến ăn liền đến từ công ty NestArt sẽ có 6 mùi vị khác nhau để quý vị có thể lựa chọn: Original, Fucodan, Saffron, Collagen và cũng như lá dứa và hạt sen. Thời gian chế biến chỉ với 5 phút, quý vị đã có ngay một chén yến giàu chất dinh dưỡng với rất nhiều chất bổ dưỡng, làm đẹp, tái tạo lại cấu trúc cho da, giúp ngăn ngừa giảm đi nếp nhăn, bảo vệ da, giúp da trắng sáng hơn. Và bên cạnh đó sẽ rất phù hợp với những quý vị nào vừa mới bệnh và muốn phục hồi lại sức khỏe, hỗ trợ và ổn định huyết áp. Quý vị ơi, đây là sản phẩm còn sẽ rất phù hợp với các mẹ bỉm sữa nữa nhé, sẽ giúp hỗ trợ phát triển cho thai nhi, và các chị em phụ nữ sau khi sinh cũng sẽ phục hồi nhanh chóng hơn. Để biết thêm chi tiết, hãy nhấc phone lên và gọi ngay cho Vinashop 1855 855 5888. Nhật Minh xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Một muỗng cà phê hảo hạng nguyên chất, một tí đường cho ngọt ngào,
đạm sữa cho béo béo vậy là xong. Ủa, à, còn thiếu một ít tổ yến cho dinh dưỡng nữa, thế là hoàn hảo rồi. Cà phê tổ yến cho buổi sáng đầy năng lượng. Kết hợp độc đáo từ hạt cà phê nguyên chất được rang sấy kỹ lưỡng và tổ yến thượng hạng giàu dưỡng chất, mang đến cho quý vị một hương vị cà phê thơm ngon mới lạ, đậm đà, không kém phần bổ dưỡng. Yến cà phê ai cũng mê. Thiên Tra xin được chào đón quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Hiện nay rất nhiều người trong chúng ta đang gặp phải tình trạng tóc bị rụng quá nhiều, tóc yếu và hói đầu. Nguyên nhân có thể là do di truyền, do stress, cơ thể của chúng ta bị thiếu chất dinh dưỡng, hoặc là các chị em phụ nữ sau khi sanh thì bị rụng tóc, hoặc là đang trong giai đoạn tiền mãn kinh. Vì vậy hôm nay Vinashop sẽ gửi tới quý vị dòng sản phẩm dầu gội đầu cao cấp Dong Yêu chống rụng tóc đến từ Hàn Quốc của công ty Mia Professional. Dầu gội Dong Yêu được bào chế theo công thức cổ truyền Hàn Quốc với thành phần chính là wood wasan, loại dược thảo tương tự như là nhân sâm nhưng mà có hiệu quả tốt hơn sâm trong việc chống rụng tóc, hỗ trợ việc mọc tóc và cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc, giúp cung cấp oxygen cho da đầu và tóc, cải thiện sự đàn hồi và độ bóng của tóc, giúp tóc luôn chắc khỏe, dày và ngăn ngừa rụng tóc. Dầu gội còn chứa các dược thảo khác như là hoa cúc, cỏ mực, Laticlades và có mùi hương dược thảo. Quý vị muốn sở hữu sản phẩm hãy liên lạc ngay với Vinashop qua số 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin chào, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bạn đang tìm kiếm một chương trình bảo hiểm sức khỏe? Bạn muốn việc tham gia bảo hiểm trở nên dễ dàng và nhanh chóng? Chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được điều đó dựa trên những tiêu chí. Bảo hiểm đa dạng và linh hoạt. Bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Tư vấn và xác định bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bạn. Tiết kiệm nhiều nhất về quyền lợi tối ưu. Nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta một bí quyết làm đẹp mà ít người biết đến. Đó chính là vỏ cây French Maritime Pine. Này được kết hợp cùng với sữa ông chúa cho ra đời Colaskin. Colaskin giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, mang tới một vẻ đẹp tươi tắn, rạng ngời, không tì vết. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay. Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Nếu quý vị đang bị đau nhức kinh niên, uống nhiều loại thuốc giảm đau mà không hết, hãy dùng ngay dòng sản phẩm iFlex 365 trong uống ngoại khoa. Với trên 10 năm trời nghiên cứu từ khoa chỉnh hình, y học Ấn Độ và những thang thuốc bí truyền của người Nam Mỹ, iFlex 365 trong uống ngoại khoa được bào chế cho những chứng đau nhức xương khớp, đau gân, gạo, phong thấp và các chứng đau nhức cấp tính cũng như mãn tính, phối hợp 18 loại dược liệu để ức chế những cơn đau, đồng thời bồi bổ sự tổn thương từ cơ, xương, khớp. iFlex 365 trong uống ngoài thoa đặc biệt không gây phản ứng phụ và đem lại kết quả nhanh chóng cho những chứng đau nhức với kết quả bảo đảm 100%. Hãy liên lạc với Vinashop ngay hôm nay để có dòng sản phẩm iFlex 365. Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Kính thưa quý vị, đang xem chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là luật sư Bùi Đăng Khoa, và trong văn phòng thâu âm của chúng tôi có luật sư Kevin Huy Phạm. Và quý vị có thể gọi số điện thoại ý gầm là 1-844-858-7000, và quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào trong chương trình để đặt những câu hỏi lên căn thuật luật pháp. Và riêng anh em chúng tôi muốn nhường cái câu hỏi về vấn đề di trú cho luật sư Tuấn trong chương trình của vấn đề di trú. Một lần nữa, đề tài anh em chúng tôi nay trình bày cho quý vị là vấn đề cái nguy hiểm của vấn đề chuyển cái tài sản cho những người mà nó gọi là thừa hưởng, là đang lánh tiền của chính phủ để trợ cấp. Tại vì cái này nó có thể nó ảnh hưởng trong vấn đề cái quyền có thể là tiếp tục hay không. Tại vì thật sự là tài sản cho thì thật sự là mình cũng thích thiệt, nhưng mà nếu mà nó ảnh hưởng vấn đề có nó là cái bảo hiểm, cái Medicare, hay là cái vấn đề cái tiền nó gọi là mình về hưu về già, thì thật sự cũng không có nên. Cho nên vì lý do đó, nhiều khi để cái tài sản cho bố mẹ, tại vì nghĩ là coi như là mình thương bố mẹ mình để, mà hóa ra lại hại trong vấn đề cái tiền mà gọi là bảo hiểm Medicare, hoặc là trong cái trường hợp mà về chính phủ họ cho cái sự mà nó gọi là an toàn trong vấn đề sức khỏe của mình. Cho nên vì lý do đó nên cẩn thận để người thừa hưởng là ai, mà có nghĩa là cái người thừa hưởng đó họ có muốn hay không nữa, chứ không có phải là mình để tên là được là nó xong việc. Cho nên để tên cho bố mẹ để lo cho con mình, tại vì con mình nó nhỏ là cũng không phải là tốt cho lắm. Cho nên trong cái trường hợp đó nên ngồi xuống bàn tính với một cái văn phòng luật sư, hoặc là người luật sư mình lo giấy tờ, mình hỏi kỹ lưỡng một tí coi xem nó ảnh hưởng như thế nào, để tôi để làm sao, mà có nên để hay không, có công thức nào để nó dễ dàng hay không. Đừng có nhiều khi bước vô một cái văn phòng cái chưa chi đã nghĩ về vấn đề cái tốn kém với cái chi phí trong vấn đề cái hồ sơ, mà hóa ra mình làm không có đúng như ý mình muốn thì nó cũng không có tốt cho lắm. Cho nên Huy, trong cái trường hợp mà làm vấn đề nó gọi là giấy tờ đó, thì nhiều khi có nhiều người họ cứ sợ là vấn đề cái tốn kém nó tốn quá trong vấn đề cái giấy tờ, nhưng thực tế ra thì nó không có phải là nó tốn nhiều cho lắm. Nếu mà làm đúng cho hết tất cả thì thật sự nó còn rẻ, nó đỡ tốn kém sau này hơn, phải không anh Huy? Dạ vâng, mỗi trường hợp khác nhau, mỗi gia đình khác nhau. Quý vị đừng cứ nghĩ là nếu mà ông bạn mình làm hồ sơ này nó như vậy cho nên tôi cũng như vậy. Không, có thể người bạn của mình cần một cái trust và những cái thủ tục khác, cái công cụ khác. Còn cho quý vị chỉ cần, như luật sư Khoa với tôi nói trước đây, là cái giấy transfer death đi thôi, là cái giấy chủ quyền chết thôi. Nhưng mình nên cho người luật sư của mình hiểu biết chi tiết của cái tài chính của mình, và cái người thừa kế của mình họ có đang nhận Medicaid hay SSI, hay họ có thiếu nợ gì hay không, để chúng tôi còn hoạch định chi tiết cái vấn đề tài sản, tài chính quý vị và thừa kế như thế nào, để giữ cái số tiền này cho quý vị và cho đời sau, để không bị đánh mất, hay là chủ nợ đòi, hay là Medicaid sẽ đòi, hay cái người nhận tiền sẽ mất cái quyền lợi SSI hay Medicaid. Mời luật sư Khoa. Dạ vâng, cho nên vì lý do đó, thật sự ra về vấn đề cái tốn kém đừng có suy nghĩ cho lắm, nên bỏ một ít cái thời gian tốn kém không bao nhiêu, ít nhất lấy cái tiền cố vấn, trả cái tiền nó để hiểu biết trong cái khía cạnh về vấn đề tài sản của mình. Một lần nữa, số điện thoại cho quý vị gọi vào là 1-844-858-7000, và xin mời quý vị khán giả trên đường dây ạ. Hello. À, chào hai anh luật sư. Dạ vâng. Tôi đang xem hai anh luật sư trên TV đó. Dạ. Yeah. Thì sẵn dịp nó cũng có nói về luật pháp. Thì có nói về luật pháp thì cái này tôi nghĩ chắc cũng thuộc về luật pháp á. Tôi xin hỏi hai anh là xem như là bằng lái của tôi á, hiện giờ nó vẫn còn xài được, nhưng mà tôi đã có quốc tịch cách đây khoảng chừng 6 tháng rồi. Thì cách đây vài tuần thì tôi nghe radio, thì luật sư của thành phố Grand Prairie nói rằng là mới vô trường hợp của người khác thôi, nhưng mà tôi nghe lớn thì nói là nên xem như là quý đồng hương mình nên vậy thôi, chứ không phải là bắt buộc hay là gấp rút. Hai anh luật sư ha, gấp rút vì mà nhưng mà tại vì bằng lái của chúng tôi vẫn còn hợp lệ, có còn cái 2 năm nữa, nhưng mà coi như là mình nói tiếng Việt là cập nhật đó, không, nhưng mà không có gấp, thì nên coi như là luật sư như hai anh vậy đó, nói là nên khuyên là nên tới sở cảnh sát để coi sở cảnh sát nói như thế nào. Thì sở cảnh sát đó xem bằng lái của tôi thì không có bắt buộc, coi như là bằng lái của tôi còn 2 năm lận, mà nhưng mà tôi xem như là có giấy quốc tịch, anh có thẻ quốc tịch đó, thì cập nhật, thì sở cảnh sát
chắc cái ai cái mắt của tôi thì nói mắt của tôi, nhưng mà bây giờ tôi không có cần mang kính lận, và cũng như hai anh vậy đó, thì giờ tôi đang xem hai anh trên TV mà, thì nói về luật pháp thì tôi hỏi, thì xem trở lại chương trình thì là sợ cảnh sát bắt buộc tôi là phải tới đi gặp bác sĩ, và hiện giờ tôi không có tiền, mà gặp bác sĩ là phải trả cho bác sĩ 150 đồng, rồi bác sĩ mới chứng nhận, bác sĩ nào cũng được hết trơn á, về mắt bác sĩ nào ở đâu cũng được hết, thuộc về mắt chứng nhận tôi là cho tôi một cái đo độ, cho tôi một cái kiến, và chứng nhận là có gặp tôi gặp bác sĩ, rồi là trở lại phòng cảnh sát. Okay. Phòng cảnh sát sẽ cấp cho tôi cái bằng mới, hiện giờ nó còn vẫn còn khai được, anh không coi như là dạ, tôi hiểu cái câu hỏi cho anh. Biết tôi vâng. Là tốt dạ. Đặt rồi. Vâng, để tôi trả lời cái dạ, câu hỏi cho anh, cho đơn sơ cho anh nha. Cái thứ nhất là về vấn đề chứng bằng lái xe với lại vấn đề nó gọi là cái giấy quốc tịch đó, thật sự nó là như vậy. Mục tiêu của nó là đối với cái luật mới này đó, là những cái bằng lái xe nó phải có một cái dấu hiệu để nó xác nhận những người này là có quốc tịch, có quyền ở lại đây hay không. Cho nên vì lý do những cái bằng lái xe mới á, nó có cái dấu mà hình cái bản sao, nhất là từ bang Texas nó có cái nó gọi là cái sao trong đó. Dạ vâng. Còn lý do tại sao mà họ bắt là phải đi thử mắt với lại mấy cái đó là tại vì anh tới anh xin anh xin cái bằng lái xe mới thì nó sẽ thử mắt trước khi nó cho cái bằng lái xe mới, nhưng mà nó không cần thiết. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Vâng. Nó thử mắt khó khăn quá. Dạ vâng. Dạ. Nếu cái bằng lái xe anh còn giá trị thì nó vẫn còn giá trị, nó không có thay đổi cái đó. Tại vì những cái người dạ vâng, nó không có bắt mình phải. Dạ vâng, nó không có bắt mình phải xin cái bằng lái xe mới. Cho nên về vấn đề nó gọi là cái bằng lái xe mới, nhiều người hiểu lầm là họ bảo là tại vì gần đây là đi đâu là phải có bằng lái xe mới, nhưng mà không phải vậy. Những cái tiểu bang nào mà họ chế trái, họ làm không kịp, họ đã ký cái vấn đề cái khế ước với cái giao kèo với lại liên bang, nói là cho tôi thêm thời gian đi, tại vì một số dân chúng của chúng tôi chưa có tới cái ngày để nó gọi là đổi cái bằng lái xe, thì thường thường là nó vẫn cho thời gian, cho nên tới cái ngày mà đổi với phải đổi, chứ đừng có lo tới cái đó cho lắm. Nhưng mà đương nhiên vâng, đương nhiên về vấn đề nó gọi là thẻ xanh với lại quốc tịch thì tôi không muốn nói về di trú, nhưng mà nó ảnh hưởng như vậy. Những quý vị đồng bào nào đó, nếu mà tên của quý vị ở trên cái vấn đề nó gọi là cái giấy quốc tịch với lại cái tên ở trên cái vấn đề cái bằng lái xe nó khác nhau đó, nhiều khi quý vị sẽ không xin được bằng lái xe renewal lại, là tại vì nó không so sánh được về vấn đề cái quốc tịch với cái vấn đề nó gọi là bằng lái xe, thì quý vị có thể bắt buộc phải đi đổi tên để cho hai cái nó trùng hợp thành một cái tên, cho nó hai cái nó hợp với nhau, thì quý vị để dùng cái vấn đề nó gọi là cái quốc tịch với cái vấn đề nó gọi là cái hộ chiếu với cái bằng lái xe để nó hợp vô là như vậy, chứ không phải có nghĩa là quý vị phải đổi bằng lái xe nhé. Đối với anh, nếu bằng lái xe của anh vẫn còn giá trị, vẫn xài tiếp tục như thường, đúng chứ không rồi, bắt buộc phải lại nhé. Dạ dạ vâng. Thì luật sư của radio á cũng khuyên không phải là hâm dọa, mà không phải là hù anh luật sư á, cũng như nói không gấp, coi như là bà con không gấp, coi như là vẫn xài đi, nhưng mà khi nào có điều kiện có tiền thì đi. À luật sư như anh hay như hai anh vậy đó. Rồi à, nói thẳng đó là không cần luật sư bây giờ nữa, coi như là cũng là luật sư nữa của thành phố Grand Paris đó, và tôi ở thành phố Grand Paris. Cái này khuyên vậy đó. Dạ vâng, thì nói là cũng như anh vậy đó. Dạ cũng như anh. Dạ mà khen như là cũng điền đơn là không yêu cầu luôn, ngoài chính phủ cảnh sát không cho điền đơn công tiêu cầu luôn, mà dạ phải vâng. Lo về mắt. Đúng dạ rồi. Nó nói y cũng như anh vậy đó. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, anh Huy à, nếu mà nói về vấn đề nó gọi là cái bằng lái xe nó chưa hết nặng, xin làm chi cho nên về vấn đề là làm sớm cũng không cần thiết. Nhưng mà tình trạng của quý vị như cũ thì cái bằng xe lái xe nó còn hạn thì không có bắt buộc như anh nói, và cũng chưa, chúng tôi cũng khuyên thôi. Không có nhất thiết là bắt buộc phải thay đổi. Dạ cần thiết thì phải làm, chứ đừng làm chỉ cho nó tốn tiền. Tốn tiền, xếp hàng lâu. 1-844-888-7700 và xin mời quý vị khán giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello. Dạ vâng. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ. Vâng, xin quý vị đặt câu hỏi ạ. Tôi đánh hỏi gì vấn đề mà cô trai của anh, tôi có đứa cháu đó. Nó nhờ cho cô tay đặng mướn cho mặt măng đó, mà tôi không biết trách nhiệm với người cô tay đó làm sao vậy đó. Còn nó nếu mà nó không trả tiền hay là nó trả trễ gì đó, tôi có bị vấn đề gì không, hay là trách nhiệm với tôi là cái gì trong người cô tay đó anh? Dạ vâng. Vấn đề mướn mặt măng. Dạ vâng. Cái danh từ mà xài nó gọi là co-sign, co-own, guarantor, thật sự cái trách nhiệm nó đều giống như nhau hết.
Nhưng mà đương nhiên về vấn đề cái khía cạnh mà nó đòi nợ đó, thì nó theo thứ tự đòi. Nếu mà nó gọi là giống như co-owner là hai người đứng tên trên cái nợ, thì nó đòi thẳng hai người luôn. Đó, không cần biết. Co-sign thì là thật sự nó như thế nào vậy Huy? Đối với tôi khuyên nó như thế này. Mình phải coi cái trường hợp khả năng của đứa cháu mình có trả được hay không. Bởi vì nói thẳng nha, nếu mà cháu của mình thương, mình giúp, nhưng mà mình cũng không muốn ảnh hưởng tín dụng của mình. Đừng nói gì tín dụng. Nếu mà cái lease này mà họ ký một năm là 12 tháng đi, đừng nói gì cái có những trường hợp sẽ khác nhau nữa là thuê chỗ để làm ăn nè, cái lease nè. Cái lease đó có thể tạo ra một cái nợ. Cái đó là cái nợ đó quý vị. Nếu mà cái người đó không trả, quý vị sẽ bị kiện và tài sản của quý vị cũng bị liên lụy nữa. Cho nên chúng tôi khuyên là quý vị nên giúp đỡ gia đình, người thân nhân của mình trong trường hợp cần thiết. Nhưng mà quý vị phải chấp nhận đó là nếu cái người này họ không trả cái tiền lease thì quý vị sẽ bị kiện, và landlord phần trăm rất là cao, họ sẽ kiện quý vị để đòi cái con số nợ này và sẽ ảnh hưởng tín dụng của quý vị luôn. Dạ vâng. Dạ vâng. Con tránh người mướn nhà thì không ảnh hưởng gì tới anh. Vẫn ảnh hưởng, vâng, tránh được thì tốt, là tại vì cái gì cũng vậy hết. Nó giống như là cái vấn đề cái trách nhiệm, nếu mà một người chịu trách nhiệm được, không phải là mình không có thương con hay thương cháu mình. Nếu mà một người ký thì nó đỡ được cái vấn đề cái phức tạp của cái người thứ nhì hơn. Đừng có vì vấn đề nó dễ dãi mà mình cứ ký vô, mình nói là thôi con tôi mà tôi ký vô đi, thôi không có sao đâu, nó không trả thì tôi trả. Thì cái ý nghĩa của nó là như vậy. Nếu mà nó không trả là mình phải trả nhé. Nào nhiều khi nó không phải là nó xấu tánh, hoặc là nó không phải là nó người xấu, nhưng mà khả năng không trả nổi là tại vì cái hoàn cảnh nó đưa ra, chứ không phải nó là người xấu tánh gì hết. Có nhiều khi thật sự nó là người rất là tốt, nhưng mà cái khả năng không cho nó để nó trả, tại vì không kiếm được việc làm hoặc là thất nghiệp. Thì bây giờ làm sao chẳng nhẽ bây giờ mình ép nó ra mình bắt nó trả, thì hóa ra mình bị gánh cái nợ này là như vậy. Nên cái co-sign là cái trách nhiệm của nó, là mình sẽ chịu phải trả cái trách nhiệm y hệt những cái người ký vậy. Và thêm nữa đó quý vị nên nhớ đó là nhiều quý vị nói là ví dụ đi cái nợ đó là 12 tháng là 20.000 đi, đứa cháu không trả, nhưng mà bởi vì tôi co-sign tôi nên chịu nữa thôi, coi như là 20.000 thì tôi chỉ trả tối đa là 10.000 thôi. Cái đó không đúng quý vị. Cái con nợ đó, cái người kia thiếu 20, mình cũng hoàn toàn thiếu 20. Chủ nợ họ nhận được ví dụ 5.000 của người kia thì còn lại quý vị chỉ có 15.000 thôi. Nhưng mà nếu bên kia họ không trả đồng xu nào hết thì quý vị sẽ nợ, thiếu nợ nguyên cái con nợ đó. Cho nên đừng có nghĩ là bởi vì tôi co-sign cho nên tôi chịu nữa thôi. Có những quý vị ngoài đó ký lease để làm ăn cũng vậy. Cứ nghĩ là tôi co-sign hay là tôi đứng ra bảo đảm thì người kia phải trả trước rồi sau đó tôi mới trả. Không nhất thiết là như vậy, cho nên quý vị đọc cái hợp đồng rất là kỹ. Dạ vâng. Nếu tránh mà không co-sign được thì tốt hơn. Nhưng mà nếu bất đắc dĩ mà co-sign, không ai cấm để mình nói là trở lại tôi có thể co-sign một năm thôi, hay tôi co-sign 6 tháng thôi, tôi không muốn co-sign lâu để làm bằng chứng, thì ghi rõ vào trong đó tôi bị bảo đảm co-sign có 6 tháng trời cho đứa cháu của tôi thôi, để cho cái credit của nó trở lại. Nếu mà nó trả bình thường nữa thì tôi không chịu trách nhiệm nữa. Thì như vậy thì mình ít tối thiểu mình giới hạn được cái vấn đề cái thiệt thòi của mình nha. Cho nên vì lý do đó không ai cấm mình sửa cái đơn của nó hết. Nào quý vị nhân ký tất cả những cái vấn đề cái hợp đồng mướn nhà hay mướn thương mại, mướn đất đai, mướn bất cứ cái gì cũng vậy, không ai cấm mình sửa cái đơn đó hết, mà cũng không ai cấm mình giới hạn về vấn đề cái trách nhiệm đó hết. Chứ đừng có vì vấn đề nhắm mắt vô mà ký. Có nghĩa là nếu mà quý vị phải bảo đảm một cái lease, nó là 5 năm option cộng 5 năm option, nó là 15 năm đó, mà quý vị guarantee là bảo đảm cái lease đó, nhiều khi cái bảo đảm nó kéo dài 15 năm trời của quý vị mà quý vị không biết. Cho nên giới hạn lại cái vấn đề ký cái tờ giấy mà nếu mà bảo đảm cái lease. Cái này mướn apartment. Vâng, thì mướn apartment thì nó chỉ theo cái hợp đồng của apartment thôi. Nhưng mà đây là nói tổng quát về những cái thương mại cũng vậy luôn. Tại vì nhiều khi nó không có phải là ngắn 1-2 năm, mà nó là dài tới 15-20 năm cái lease lượng. Cho nên rất là cẩn thận khi mà mình co-sign hay là mình guarantee là mình bảo đảm cái lease. Những cái đó nó nguy hiểm lắm là như vậy. Cảm ơn cô. Vâng. Dạ vâng, rất là cảm ơn cô nhiều. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 1844-858-7000. Cho nên nói về vấn đề nó gọi là cái bảo đảm với cái co-sign này đó,
nó gây ra cái vấn đề, cái nguy hiểm trong vấn đề tại mình thương con cái và mình cứ bảo đảm như vậy thôi, nhưng mà nó không có, nó đâu có, không ai cấm để mình có quyền mình ghi rõ trong đó, mình giới hạn, mình đừng có để nó quá lâu đi, mình giới hạn nó, giả tiền như tôi chỉ bảo đảm 2 năm thôi, tại vì tôi thật sự tôi thương nó lắm, hoặc là tôi quen người này cho nên không có tôi không muốn để nó quá lâu, thì như vậy thì ít nhất mình biết được rõ ràng. Còn nếu mà bất đắc dĩ mà mình phải bảo đảm cái list để cho người thân nhân của mình thì bảo đảm cái list trên cái tờ giấy mà gọi là mấy cái năm đầu thôi, đừng có để cho mấy cái option phòng an huy. Dạ vâng, và thêm nữa đấy quý vị, nhiều lúc quý vị có người thân, người bạn hay người quen hay trong gia đình nhờ quý vị ký cái list hay là guarantee bảo đảm hay câu sang như quý vị nghĩ đó, cái list làm ăn. Quý vị nên coi về vấn đề tài sản quý vị. Nhiều lúc đó, quý vị có thể thương bạn, giúp bạn đứng ra, nhưng mà quý vị có nghĩ tới là người chồng của quý vị có đồng ý hay không? Hay người vợ quý vị đã đồng ý cho quý vị ký những cái giấy guarantee là giấy bảo đảm hay không? Bởi vì nếu trong trường hợp cái list này, cái thương mại này không thành công và cái người bạn quý vị không trả được cái tiền rent, chủ nợ kiện quý vị 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn, thì tài sản của gia đình cũng có thể bị ảnh hưởng nữa. Một khi mà chủ nợ của cái list họ kiện rồi đó, họ kiện cái người đứng ra thuê, họ kiện quý vị là người guarantee, và những tài sản của quý vị với chồng quý vị hay vợ quý vị có thể bị ảnh hưởng. Cho nên suy nghĩ rất là kỹ trước khi mà quý vị ký. Nhiều lúc mình được sĩ quan mình ký cho bạn bè, mình giúp cho người bạn hay người này kia, nhưng mà mình cũng phải nghĩ lại trong gia đình của mình. Nếu trong trường hợp xấu nhất cái list này không trả được thì tài sản của mình đã được bảo vệ chưa, hay là tài sản của chồng mình hay vợ mình có bị ảnh hưởng gì hay không? Vâng, cho nên cái quan niệm của anh em chúng tôi làm lâu nay đó, không phải là cái người mình giúp đỡ là họ là xấu tánh hay họ là người xấu gì hết, nó không phải như vậy. Thật sự là cái hoàn cảnh nó gây ra là bởi vì cái hoàn cảnh họ khó khăn, chứ không phải là vì vấn đề cái tính tình của họ không có người vậy người tốt. Thế nhiều khi mình bảo đảm mình giúp đỡ một cái người đó không phải là có ý nghĩa là có nghĩa là họ rất là tốt rồi sau này là mình không phải lo tới, nó không phải như vậy. Nhiều khi cái hoàn cảnh họ đưa ra mà họ không cách nào họ trả lại được, rồi tới lúc đó làm sao chẳng nhẽ mình đuổi họ, rồi mình đe dọa họ cho tới khi nào họ trả, thì như vậy thì thật sự cũng không phải cái tánh của một số đồng bào chúng ta. Cho nên vì lý do đó thà tránh bảo đảm, thà tránh guarantee, thà tránh ký những cái gì không cần thiết thì đừng có nên ký vô. Nếu mà bất đắc dĩ mà quý vị cảm thấy quý vị phải cho vay thì coi như cái cho vay này nó là mất rồi, thì quý vị đỡ phải suy nghĩ hơn. Còn nếu mà quý vị nghĩ là cho vay mà có thể người ta trả lại thì quý vị cũng chỉ là có nghĩa là mỏng manh, tại vì mình biết cái hoàn cảnh mà nó tới cái giai đoạn mà họ phải vay thì là có nghĩa họ rất là khó khăn rồi, chứ đừng có nói về vấn đề mà có nghĩa là mỗi một người họ có cái vấn đề cái lòng tốt, họ nhiều khi không phải là cái vấn đề cái lòng tốt, nhưng mà cái hoàn cảnh nó tạo ra khó khăn cho họ, họ không thể làm được chứ không phải không. Cho nên nhiều khi anh em chúng tôi thấy rất là rõ ràng là thật sự ra không phải là cái người mà thiếu nợ là họ xấu tánh hay họ là có nghĩa là dịch, nhưng mà thật sự họ khó khăn, họ không trả nổi, cho nên họ phải tránh né, họ không có mình liên lạc họ không được như vậy. Cho nên quý vị cũng nên hiểu là thật sự là cho vay thì coi như là mất rồi đi thì nó dễ hiểu hơn là trong vấn đề cái giai đoạn. Cho nên Huy khi mà vấn đề nói là tôi làm cái giấy nợ để tôi cho cái người này vay á, thường thường á, về vấn đề vay nó gọi là unsecure, là tôi ký cái check tôi cho anh vay, anh hứa anh trả tôi, hoặc là cái vấn đề secure là bảo đảm, cái đó nó quan trọng lắm phải không anh Huy? Dạ vâng. Những cái nợ thông thường đó quý vị là chỉ là unsecure thôi, là không thế chấp. Thì nếu mà cái một người thiếu 10 người mà 10 người đều unsecure đó thì chưa chắc là những người này họ sẽ được trả cái tiền này. Và nếu cái người đó họ không trả được, một là họ không bao giờ trả, hoặc là họ khai phá sản. Khai phá sản đó quý vị thì họ không có tiền thì tòa đâu có gì để bắt họ trả nợ đâu. Và ở tiểu bang Texas mình và thường thường là trong Hoa Kỳ đó, là nợ đó quý vị không có phải bị ảnh hưởng về vấn đề tù hay là hình sự gì hết, trừ ra cái vấn đề lừa gạt hay là gian lận để ăn cắp. Nhưng mà thông thường đó là nếu mà cái câu nợ thôi thì nó chỉ là cái nợ là dân sự, và cái người thiếu nợ họ khai phá sản, họ khai bankruptcy thì chủ nợ sẽ không được số tiền nào hết. Lý do đó đó quý vị, lúc mà quý vị đứng tên co-sign hay là bảo đảm một cái list thương mại cho người bạn, người trong gia đình, nếu cái
cái thương mại đó thất bại, họ không làm được thì họ dọn ra, nhưng mà họ không mất gì bởi vì họ có thể khai phá sản. Chủ đất họ sẽ kiện những cái người guarantee, thì nếu mà quý vị đứng ra giúp đỡ và quý vị guarantee thì tài sản quý vị có thể, trong trường hợp quý vị có nhiều tài sản quá, quý vị khai bankruptcy không được, bởi vì nếu quý vị khai phá sản có những loại tài sản quý vị được giảm trừ, gọi là exempt, là giữ được. Còn những tiền trong nhà băng, những tiền trong cái brokerage account hay cổ phần mà quý vị đều đầu tư đó, cái đó là những cái tài sản mà nhà chủ nợ hay nhà băng hay tòa có thể siết được. Mời luật sư Quang. Dạ vâng, cho nên Huy Ánh nêu cái vấn đề là cái lúc mà thời gian ký giấy đó, thì mình nghĩ là thôi mình giúp bạn bè để mở cái thương mại, mình làm ăn có sao đâu, thì họ sẽ làm ăn nhờ khá thôi chứ họ đâu có bỏ họ chạy. Mà tôi biết cái người bạn này quá lâu rồi, gần mấy chục năm rồi. Hóa ra nhiều khi họ không phải là họ có ý định họ dịch của mình, nhưng mà thật sự cái làm ăn, cái thất bại ở trong cái vấn đề thương mại họ không tính đoán được, mà vì vấn đề hoàn cảnh, giống như nó cơn dịch nó xảy ra, nó đóng cửa gần năm trời nay họ không làm ăn được, thì bây giờ đè ra ai để bắt trả cái nợ này, thì hóa ra những cái người bảo đảm dưới cái lease, kể cả cái người bạn thân mình bảo đảm cái đó, đều chịu trách nhiệm hết. Cho nên khi ký một cái hợp đồng nó có nhiều cách để điều đình lắm, có thể giới hạn cái bảo đảm, có nghĩa là tôi chỉ bảo đảm 1-2 năm thôi, mà cũng có thể thay vì mình bảo đảm cái đó, mình nói là tôi sẽ đặt cọc nhiều hơn, thay vì tôi đặt cọc 5.000 mỗi tháng thì tôi chịu đặt cọc 15.000, giữ cái 10.000 đó trong vòng 2 năm đầu, nếu sau đó mà tôi làm trả đúng hạn thì trả lại cái tiền đặt cọc đó lại cho tôi. Cũng là một cái cách để mình điều đình, để mình khỏi làm sao mình bó buộc mình vào trong cái hợp đồng của mình lâu dài, là tại vì sao, thà mình giữ cái số tiền đó, hoặc là thà mình điều đình trước như vậy đi, thì nếu nó có xảy ra thì mình có thể là mình thoát được cái vấn đề nó nặng nề trong vấn đề kiện tụng, mà hóa ra giúp người, mà hóa ra mình bị liên lụy vào trong vấn đề nó gọi là cái sự mà tai nạn này mà mình không muốn nó xảy ra. Cho nên vì lý do đó, tại sao mới kiếm một cái văn phòng nào để họ giúp mình, để họ suy nghĩ xa xôi hơn là cái suy nghĩ của mình đơn sơ với vấn đề nó gọi là cho vay. Tôi thấy thường xuyên hoài xảy ra vì tiền lời được lấy về cao, quý vị cho vay không suy nghĩ được cái hậu quả, người kia họ không trả được làm sao. Cho nên đối với này, cái khía cạnh cho vay nó rất là nguy hiểm, hoặc là bảo đảm nó rất là nguy hiểm. Và thêm một điều đó, những trước khi ngừng thì tôi muốn, tại vì đầu chương trình thì nói về vấn đề chuyển nhà, đứng cái nhà nào mà hắn còn vay nợ, hắn đang thiếu nợ, vẫn có quyền làm cái tờ giấy để chuyển nhượng cho đời sau, chứ đừng có vì nghĩ cái đó phải chờ trả hết mới làm được. Cho nên trước khi bắt đầu chúng tôi hết giờ thời gian, thì tôi muốn nhắc là những quý vị nào mà cho dù cái nhà này hắn còn đang thiếu nợ cho nữa, vẫn có quyền làm cái tờ giấy gọi là transfer deed, là chuyển nhượng khi mất như thường, chứ nó không có ảnh hưởng phải chờ phải trả hết mới làm được. Cho nên vì lý do đừng có ngại để có nghĩa làm những cái tờ giấy mà cần thiết mình phải làm, để có nghĩa làm sao mình sắp xếp để cho nghĩa là ngày mai mốt đời sau này khỏi phải lo. Một lần nữa vì thời gian ngắn ngủi, chúng tôi không có nhiều thời giờ để trả lời hết những câu hỏi của quý vị, và xin Hương Huy gửi lời chào quý vị khán giả. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Bùi Đăng Khoa và cá nhân tôi luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Anh em chúng tôi hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới, cũng là thứ tư từ 6 giờ tới 7 giờ.